Mến chào các cô chú, các anh chị và các bạn đang theo dõi video ngày hôm nay. Tuệ Tâm Giác Ngộ xin được kính chúc các khán giả thân thiết của kênh sẽ luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống ngày càng hiện đại thì tỷ lệ mắc các bệnh mãn tính lại ngày càng gia tăng. Dường như chất lượng cuộc sống tăng lên giúp cho con người phòng tránh được những căn bệnh cấp tính. Nhưng những thủ phạm không tên thì vẫn âm thầm tấn công chúng ta và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như là tim mạch, tiểu đường, xương khớp và thậm chí là ung thư. Ngoài chế độ sinh hoạt và luyện tập thể thao thì ăn uống chính là cách đơn giản giúp cân bằng sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật từ gốc. Dưới đây là 7 thực phẩm vàng cho sức khỏe mà cô bác nên sớm bổ sung trong thực đơn hàng ngày của gia đình. Cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Ăn 7 món này vừa bổ lại ngừa cả đống bệnh tật, kéo dài tuổi thọ. Kính chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Nếu như quan sát kỹ, cô bác sẽ nhận thấy rằng, thời gian trước đây thì các căn bệnh cấp tính có tốc độ lây lan nhanh như lao, tả, dịch hạch rất hay xuất hiện. Còn ngày nay, các căn bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường, gút, đau nhức xương khớp, ung thư lại ngày càng gia tăng. Theo các chuyên gia sức khỏe thì các căn bệnh mãn tính này cần thời gian điều trị rất lâu dài. Và đôi khi chúng sẽ để lại các biến chứng rất nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta. Và cách đơn giản nhất để hạn chế tối đa sự xuất hiện của những căn bệnh này là chúng ta phải có một chế độ ăn uống thật sự khoa học với những loại thực phẩm có thể bảo vệ cho sức khỏe của chúng ta. Và sau đây là 7 loại thực phẩm hàng đầu mà cô bác nên thường xuyên bổ sung vào chế độ dinh dưỡng của mình. 1. Các loại đậu, giảm bệnh tiểu đường, phòng tránh ung thư. Tất cả các loại đậu bao gồm đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ đều chứa các chất dinh dưỡng quan trọng có thể giúp cô bác ngăn ngừa bệnh tật và tăng cường tuổi thọ. Cụ thể, các loại đậu có khả năng làm giảm lượng cholesterol, làm giảm lượng đường trong máu và làm tăng số lượng các loại lợi khuẩn sống trong đường ruột của chúng ta. Ngoài ra, đậu còn là một loại thực phẩm không thể thiếu trong chế độ ăn địa trung hải bởi chúng có chứa các hợp chất có khả năng làm giảm nguy cơ mắc phải các căn bệnh ung thư. Hơn nữa, việc thường xuyên ăn các loại đậu cũng có thể giúp cô bác làm giảm tình trạng viêm trong cơ thể và góp phần tạo ra các tế bào hồng cầu khỏe mạnh. 2. Rau họ cải, kiểm soát đường huyết, chống lão hóa tế bào. Bông cải xanh, súp lơ trắng, cải xoăn, bắp cải và các loại rau họ cải khác vốn được biết đến với khả năng tăng cường sức khỏe cho hệ tiêu hóa. Ngoài ra, chúng cũng góp phần giúp chúng ta trẻ trung và sống lâu hơn bởi các loại rau họ cải này rất giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và các loại vitamin có khả năng chống lão hóa cho cơ thể. Bên cạnh đó, một chất chống oxy hóa được tìm thấy trong các loại rau họ cải đã được chứng minh là có khả năng chống ung thư, chống lại bệnh tim và thậm chí là có thể hỗ trợ những cô bác đã mắc tiểu đường type 2 kiểm soát đường huyết vô cùng hiệu quả. 3. Cam, quýt, bưởi tăng cường hệ miễn dịch, làm đẹp da. Tất cả các loại trái cây đều tốt cho sức khỏe của chúng ta bởi chúng chứa nhiều vitamin, chất xơ, kali và có lượng calo tương đối thấp. Trong số đó, các loại trái cây thuộc họ cam quýt là tốt nhất vì chúng rất giàu vitamin C. Vitamin C là loại khoáng chất mà cơ thể rất cần để tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa nhiễm trùng đường hô hấp, tăng khả năng hấp thụ sắt, ngừa cháy nắng, làm đẹp da và giúp cô bác giảm cân cực kỳ hiệu quả. Các nhà khoa học đã chứng minh được rằng chỉ cần ăn một trái cam lớn là cô bác có thể cung cấp đầy đủ lượng vitamin C mà cơ thể của chúng ta cần trong một ngày. Do đó, cô bác hãy thường xuyên mua và sử dụng những loại trái cây này để giúp cơ thể khỏe mạnh hơn cô bác nhé. 4. Tiết lợn, ngừa thiếu máu và bệnh tim mạch. Tiết lợn là một trong những loại thực phẩm cực kỳ giàu sắt và protein. Lượng protein trong tiết lợn cao gấp 4 lần so với thịt lợn và gấp 5 lần so với trứng gà. Tương tự như vậy, 100g tiết lợn có thể cung cấp 8,7mg chất sắt cho cơ thể. Và đây được coi là nguồn bổ sung chất sắt tự nhiên nhất để chúng ta phòng ngừa bệnh thiếu máu do thiếu sắt và các căn bệnh có liên quan đến tim mạch. Tuy rất dồi dào dinh dưỡng, nhưng theo các chuyên gia sức khỏe, thì tốt nhất là cô bác nên hấp chín tiết lợn trước khi ăn để đảm bảo an toàn. Đồng thời, cô bác cũng không nên ăn tiết của các con lợn ốm hoặc chết để bảo vệ sức khỏe cho chính mình. 5. Khoai lang, ổn định lượng đường trong máu, giảm cân. Ở Nhật Bản, khoai lang được mệnh danh là loại thực phẩm rất tốt cho tuổi thọ vì lượng dinh dưỡng mà chúng sở hữu. Ngoài ra, loại củ này còn chứa rất nhiều carotenoid và chất chống oxy hóa giúp ổn định lượng đường huyết trong máu, giúp chuyển hóa calo thành năng lượng để cơ thể sử dụng, chứ không phải thành dạng mỡ thừa dự trữ dưới da. Song song đó, loại củ này cũng rất hữu ích trong việc giúp cô bác giảm cân bởi lượng vitamin rất cao của khoai lang sẽ cung cấp cho cô bác nhiều năng lượng hơn để đốt cháy chất béo trong khi tập luyện thể dục. 6. Quả óc chó, ổn định đường huyết và tâm trạng. Các loại hạt như hạt lanh,
hạt bí ngô hay hạt chia rất tốt cho sức khỏe của não bộ. Nhưng loại hạt tốt nhất trong số đó chính là hạt óc chó. Đây là loại thực phẩm có khả năng cung cấp protein và chất béo lành mạnh giúp cân bằng lượng đường trong máu của chúng ta. Bên cạnh đó, hạt óc chó còn chứa omega 3, một loại axit béo giúp cải thiện tâm trạng, đồng thời làm giảm tình trạng lo lắng và trầm cảm cực kỳ hiệu quả. Do đó, tiêu thụ loại hạt này mỗi ngày sẽ giúp cô bác có được tâm trạng lạc quan, yêu đời và tăng cường sự tập trung cho công việc. 7. Sô-cô-la đắng, cải thiện tâm trạng và tăng cường máu lên não. Sô-cô-la đắng có chứa một lượng lớn cacao, tùy theo loại mà lượng cacao này có thể đạt từ 50% đến 90%. Do đó, việc cô bác tiêu thụ sô-cô-la đắng sẽ giúp não bộ giải phóng endorphin, một chất hóa học có khả năng cải thiện tâm trạng, kiểm soát căng thẳng và làm tăng cảm giác hạnh phúc cho cô bác. Đồng thời, cacao cũng góp phần thúc đẩy lưu lượng máu được bơm đến não, từ đó giúp cô bác cải thiện chức năng của hệ thần kinh và ngăn ngừa tình trạng thiếu máu não. Vâng, một chế độ dinh dưỡng phù hợp không những giúp cho cơ thể luôn khỏe mạnh, được cung cấp đủ chất mà còn giúp tăng sức đề kháng để bảo vệ cơ thể trước mọi bệnh tật. Những lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng dưới đây là cực kỳ cần thiết giúp cho bạn và gia đình luôn biết được cách để cân bằng dinh dưỡng hợp lý cho bản thân cũng như cho gia đình. Đó cũng là nội dung chính sẽ có trong phần cuối của video ngày hôm nay. Cùng đón xem. Lời khuyên về chế độ dinh dưỡng giúp chúng ta luôn khỏe mạnh. Có một chế độ dinh dưỡng phù hợp sẽ giúp cơ thể của cô bác đủ sức đề kháng để chống lại các loại bệnh tật. Và những lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng dưới đây sẽ giúp cho cô bác có thêm những thông tin hữu ích để xây dựng thực đơn ăn uống lành mạnh mỗi ngày cho bản thân và gia đình. Lời khuyên thứ nhất, ăn đa dạng nhiều loại thực phẩm. Đây là một điều cực kỳ quan trọng mà cô bác nên thực hiện một cách nghiêm túc. Bởi trên thực tế, mỗi loại thực phẩm sẽ có một số chất dinh dưỡng riêng biệt. Không có một loại thực phẩm nào có khả năng đáp ứng tất cả lượng dinh dưỡng cần thiết mà cơ thể của chúng ta cần mỗi ngày. Vì vậy, mỗi ngày cô bác phải ăn uống đa dạng các loại thực phẩm, từ thịt, cá, rau củ, hoa quả, đến dầu thực vật, hạt, ngũ cốc, để cơ thể có đầy đủ lượng dưỡng chất cần thiết. Không chỉ vậy, cô bác cũng phải thay đổi thực đơn ăn uống liên tục trong tuần, trong tháng và cách chế biến món ăn để khẩu phần ăn của mình đa dạng và ngon miệng hơn. Lời khuyên thứ hai, không ăn mặn và đừng quên sử dụng muối iốt. Ăn mặn rất có hại cho sức khỏe, bởi muối sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp, bệnh thận, hen suyễn, loãng xương hay ung thư dạ dày cho cô bác. Ngoài ra, cô bác cũng cần chú ý đến việc bổ sung muối iốt hoặc các loại thực phẩm giàu iốt như rong biển để phòng bệnh biếu cổ. Lượng iốt hợp lý được các chuyên gia khuyến nghị cho một người trưởng thành là dưới 5 gram mỗi ngày và cô bác không nên tiêu thụ nhiều hơn con số này để tránh gây hại cho cơ thể. Lời khuyên thứ ba, tích cực ăn rau, củ quả mỗi ngày. Bổ sung chất dinh dưỡng từ động vật thôi chưa đủ. Rau củ quả chính là những loại thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn ăn uống lành mạnh mà bất cứ chuyên gia sức khỏe nào cũng khuyến cáo chúng ta tiêu thụ mỗi ngày. Bởi đây là nhóm thực phẩm có khả năng đáp ứng lượng chất xơ, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, chúng cũng là nhóm thực phẩm góp phần thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động khỏe mạnh, kích thích cảm giác thèm ăn, tăng cường chức năng tiết dịch của các tuyến tiêu hóa, chống táo bón và loại bỏ những chất độc hại hay cholesterol dư thừa ra khỏi cơ thể của chúng ta. Bên cạnh đó, nhiều loại rau gia vị còn được dân gian sử dụng trong các bài thuốc quý như tía tô, tỏi, hành cũng mang lại tác dụng rất tích cực cho sức khỏe. Và lượng rau củ quả mà một người trưởng thành cần sử dụng là khoảng 300 gram một ngày và ở trẻ em là khoảng 100 gram đến 200 gram một ngày. Lời khuyên thứ tư, chú ý khâu lựa chọn, chế biến và bảo quản thực phẩm. Để lượng thức ăn mà cô bác tiêu thụ có thể đảm bảo an toàn cho sức khỏe, khâu lựa chọn, chế biến và bảo quản thực phẩm cũng là vấn đề mà cô bác phải hết sức quan tâm. Về việc lựa chọn thực phẩm, cô bác nên chọn mua các loại thực phẩm tươi sống ở những địa chỉ đáng tin cậy. Cô bác không nên mua những loại thực phẩm quá hạn, có dấu hiệu hư hỏng hoặc chứa quá nhiều chất độc hại để sử dụng, vì chúng sẽ gây hại cho sức khỏe của các cơ quan chịu trách nhiệm chuyển hóa trong cơ thể của cô bác. Về vấn đề chế biến thực phẩm, cô bác phải hết sức chú ý bởi đây là công việc có ảnh hưởng rất lớn đến hàm lượng dinh dưỡng trong món ăn. Tùy vào từng loại thực phẩm mà cô bác nên có cách chế biến khác nhau, chẳng hạn như trộn salad, hấp, luộc hay hầm, nướng. Trong đó, phương pháp trộn salad, hấp hay ăn sống sẽ giúp cô bác giữ được lượng dinh dưỡng trong món ăn tốt nhất và ít hao hụt nhất. Về việc bảo quản thực phẩm thì mỗi loại thực phẩm sẽ có những cách bảo quản khác nhau. Ví dụ như những loại gia vị như tỏi, gừng cần được bảo quản ở những nơi khô ráo. Các loại thịt cần được cắt nhỏ theo bữa ăn, bỏ vào hộp và bảo quản trong ngăn đá nếu chưa sử dụng tới.
Bảo quản đúng cách sẽ giúp thực phẩm ít bị hư hỏng, không bị hao hụt chất dinh dưỡng và đảm bảo cho sức khỏe của cô bác hơn. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau điểm qua tên của những loại thực phẩm cực tốt cho cơ thể và những lưu ý cần thiết mà cô bác nên thực hiện khi xây dựng thực đơn dinh dưỡng cho gia đình mình. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp cho cô bác chăm sóc và bảo vệ tốt hơn cho sức khỏe của bản thân và những người thân yêu trước tình trạng bệnh tật luôn đe dọa sức khỏe của chúng ta như hiện nay. Như vậy là video của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu thấy video hữu ích, cô bác đừng quên ấn like, share để nhận được những video mới nhất từ Tuệ Tâm Giác Ngộ. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.